everyone, welcome back to Jessie Channel. Cũng khá là lâu rồi thì Jessie chưa có gọi là quay lại YouTube, không có đăng gì mấy ở trên YouTube cả. Vì thời gian vừa rồi thì cũng khá là bận với những cái công việc khác ấy. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã có thêm thời gian để quay lại YouTube. Và trong thời gian tới thì Jessie cũng sẽ cố gắng quay hơn, nhiều hơn những cái video để đăng trên YouTube cho mọi người nhé. Tập của ngày hôm nay, Jay sẽ tới Phan Thiết, một chuyến đi rất là bộc phát và đến những địa điểm ăn uống Jessie chưa bao giờ tới và cả đi chèo thuyền sắt nữa. Mọi người cùng theo chân của Jessie nhé. Let's go! Hải sản tươi sống thành lòng là có đủ. Đắp Phan Thiết không thiếu cái gì, chỉ biết đêm nay là thiếu ngủ. Chúng ta sẽ đến một điểm dừng chân đầu tiên là cái quán ăn ở đây. Đây, bánh canh tôm hùm bến xương Hải Lành. Đây là quán mà bạn Jessie giới thiệu ấy. Ở đây nó có kiểu bánh canh tôm hùm gì đấy rất là ngon mà bạn Jessie giới thiệu. Nên là bây giờ sẽ đến ăn thử. Đây là có bánh canh các chị cắt bằng lăm mì các bạn nhé. Thơm á. Có bắt đầu ở bên này là bạn thì là xem order không bánh canh ghẹ. Rồi nhìn con nhận rất là vừa luôn. Nó ngon không? Ngon hả? Em nhìn con ghẹ rất là bự ấy. Người ta bắt ở ngoài hồ cá ở ngoài kia kìa. Sao mà làm luôn tô bánh canh 150.000 á, dã man. Tôm hùm thì hình như mắc hơn một xíu. Tôm hùm tô này hình như là 300 à? Ok, 300 tô này. Hình như là đây là riêu hả em? Riêu đúng không? Con tôm hùm ở đây cũng khá bự ấy, chứ không bé đâu. Ừ, là mẹ em chân vẫn ăn non-stop quý vị ạ. Đây em mới thích hệ kiểu ngồi bóc với cả gỡ đấy. Mình thì ăn xong lâu lắm rồi. Em mới vẫn ngồi gỡ tiếp. À. Hỏi sao mà hải sản đây không tươi các bạn. Vừa tươi vừa rẻ luôn ấy. Này. Quá trời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến điểm tiếp theo. Ăn no rồi thì phải đi chơi cho tiêu. Vừa xong thì chứ gì có vừa book một cái chỗ gọi là gì nhỉ, chèo thuyền sắp ở ngay biển Phan Thiết đây này. Lúc sáng đi ấy, thì thấy kiểu thời tiết nó không nắng mà kiểu râm râm, nên là đặt lúc 2:30, nhưng mà khi mà ra đến Phan Thiết đây rồi thì nó nắng nắng quá luôn ấy, không biết là tí nó chèo thuyền như thế nào. Vì bây giờ hiện tại là đang rất là nắng ở ngoài và chỉ sợ là tí nữa thành khô mực thôi, kiểu mực ba nắng. Mà thôi kệ đi, đến đâu đến để xem. Nghe bảo là rất nhiều bạn ra đây để check in này, chụp hình này. Ê, từ cái đường này nhìn ra chính ra là lên ảnh cũng đẹp ấy nhỉ. Chứ mà là biển xanh. Thì đẹp phết. Ok, bây giờ đã đến cái khu vực mà các bạn ở bên chỗ chèo sắp bảo mình đến đây. Đi thẳng là xuống biển, các bạn bảo cứ đi thẳng đi là xuống biển. Thì không biết là chân lao xuống biển. Ông thuyền lao ra biển nhanh lên. Chắc đậu bên đấy quá. Ừ, đậu vào đấy đi. Chuẩn bị ra khơi anh bắt cá nào. Nhá. Anh bắt cá không? Đây chỉ cái gì đó khoai đâu à? Dạ, thì cái gì thắc mắc thì mình cứ hỏi cho nó an toàn hơn. Tao xấu hổ quá rồi. Xấu hổ quá rồi. Mới đi đâu?
Lần đầu trèo sóc vui không chân? Vui. Vui hả? Vui hả? Cũng được, nói chung là cũng kiểu hoạt động thể dục thể thao thì cũng ok lá. Nhưng mà vì kiểu không có công tác chuẩn bị gì cả nên là trèo trèo ra một xíu xong rồi trèo về. Không bơi lội, không lặn ngắm san hô gì hết vì cũng không có san hô mà ngắm mà cũng chẳng lặn được. Cũng không mang gì đi để làm đồ lặn cả. Nhưng mà lần sau sẽ có một chuyến kiểu đi dọc các thành phố biển để lặn. Chắc là kiểu phải tháng 6, tháng 8 cơ. Người ta nói là phải tháng 6, tháng 8 thì mới là mùa. Thế nên là thôi, ra cho biết trèo sóc là như thế nào. Và thấy cũng cũng vui. Thế, còn bây giờ là đói meo rồi vì trèo quá nhiều. Trèo lên, trèo xuống. Đấy, các bạn nhìn video thì biết rồi đấy. Bây giờ thì sẽ tìm chỗ nào đi ăn vặt một chút xíu. Mà trời thì cũng sắp lặn rồi, ăn xong người ta sẽ về lại Sài Gòn thôi nhé. Ó, hàng dừa kìa, dễ thương quá à. Hàng dừa dễ thương nhá, không phải chân nhá nhé. Chắc gì hay trêu người vậy đấy, trêu thế thôi, bị ổi tí gì căng. Tạt vô, nhìn thấy chỗ này dễ thương cho nên là tấp vô xuống mua một chút. Trời ơi, cái bánh này nó gọi là bánh gì? Bột lọc nhân cơm á chị. À, bột lọc nhân tôm hả? Hôm nay vợ anh đâu có gì đấy? Các kẹt về mà ăn ngon, ngày mai muốn mua được cái gì mới được em. Dạ rồi, em bỏ đầy đủ để nước mắm riêng thôi. Rồi. Không sao. Ở đây à? Dạ rồi, cảm ơn chị. Hiện tại thì sẽ dừng chân ngay ở chỗ Kasa Mũi Né Seafood, thấy review cũng rất là ok và có view ngồi ngay nhìn ra biển ấy. Thế nên là thôi, vào đây ăn vậy, nhìn cũng rất là ok la. Không vào thành phố nữa, tự nhiên thấy kiểu đi ngang qua biển thấy mọi thứ rất là chill nên là vào đây ăn luôn xem như nào. Tự nhiên đi dọc bãi biển cái nên lại thấy có cái quán này dễ thương ấy, thôi lại phải vào ăn. Bắt đầu thấy hơi đói rồi đấy, tự nhiên cancel cái vào vào trung tâm thành phố để ăn lên đấy. Thế gì đi du lịch là hay thế, hay kiểu tưng phát thích đổi địa chỉ là đổi, không không theo schedule và plan cho lắm nhưng mà kệ thôi. Vui hả? Thử đây này. À, nãy nãy mua cái bánh bột lọc ở giữa đường để bây giờ ăn gọi là gì nhỉ, khai vị. Nhìn ngon đấy, nhìn ngon hả? Rất đam mê bánh bột lọc nhưng mà phải chỗ nào ngon men nhá, không phải cứ chỗ nào bán bánh bột lọc là không ăn đâu, nhưng mà nhìn này có vẻ ngon. Ngon nha Bưởng. Mua ngoài đường thôi mà ngon lắm ấy nha. Cái quầy ngon, ngon, ngon. Được. Very good. Hai vị này được. Món đã ra đây là món tôm sú wasabi. Thì cái này là tôm sống thôi và để ăn với cái soy sauce wasabi này. Và đầu tôm thì mọi người nhà hàng đã chiên lên rồi. Tiếp đến là món mực trứng hấp này. Mực trứng hấp. Ui, cho nên nhìn bát cháo của em kiểu dã man. Bát cháo rất là bự luôn, siêu bự. 110.000. Còn đây là sò điệp sốt casa. Đây là kiểu signature của quán. Đấy, cái này là nhà hàng tặng nhá. Ê này, cái này là rất là healthy nhá, nhiều protein nhá, non fat luôn. Thôi dùng tay luôn đi. Không, chắc thì rất là thích ăn cái tôm sống và chấm soy sauce wasabi như này. Kiểu ngon nha, dai với tươi lắm. Wasabi. Ok, good, good. Khá là giòn đấy, là bên trong nó ngập trứng. Ngập trứng ở bên trong luôn.
Thật ra là gia đình rất thích là ăn cái đầu này. Chấm gì đây? Nước tương đi. Good. Kiểu vừa ngon này, vừa tươi này, mà vừa rẻ nữa. Hợp á. Đây, chân ăn tôm chấm với chanh. Ổn thế. Rồi. Xong lại thêm wasabi tiếp. Được. Xin 500 ý kiến nào. Ngon. Ngon hả? Sao nữa? Đuôi. Ok, đuôi. Gì nữa? Giòn. Okay. Em chân nhà chứ gì được cái là thích kiểu ngắn gọn đấy các bạn. Chứ không phải các em ít nói mà là em mới thích cắt mọi thứ rất là ngắn. Em mới đi vào thẳng vào vấn đề thế thôi. Em không có lan man. Cơ bản là vì em không lan man được. Bây giờ sẽ ăn thử cái món đặc biệt của quán là cái sò điệp sốt casa. Tên của quán luôn. À chứ gì sẽ để tên của quán ở trong cái clip này nhá. Đây, sò điệp sốt casa. Quán này thì chắc gì không biết đâu mà tự nhiên đi ngang qua thấy nó rất là dễ thương. Nó kiểu nó không quá fancy nhưng mà nó cũng không quá bình dân mà nhìn rất là kiểu cũng khá là gần gũi, cũng tây tây, cũng mới mới. Đấy, ngon được rồi, để thử. Ê, ngon nha. Lạ đấy. Có cái mùi gì đấy chẳng biết là có bị ảo tưởng hay không nhưng mà thấy có một cái mùi rất là Mexico. Tại vì chắc gì đi Mexico rồi. Nó có cái mùi gì đó rất là Mexico ở đây nhưng mà có thể là bị bệnh ảo tưởng. Và cũng có thể là tại cái tên quán là Casa. Casa có nghĩa là home. Home là kiểu home, ngôi nhà của mình ấy, là tiếng Spanish là Casa. Có thể là mình bị ảo tưởng nhưng mà nó có vị mễ một tí. Không biết là phải không? Ngon đúng không? Đấy, Trần nói ngon các bạn ạ. Pretty good. Đấy được chưa? Không nhé, nhưng mà hình như là chất gì được cái là kiểu có cái vía chọn quán ăn với đồ ăn rất là tốt ấy. Mặc dù là không có research, không có gì hết nhưng mà đi ngang qua tự nhiên là đi ngang qua rồi, xong lại vòng lại, xong lại vòng lên, xong lại vòng xuống, xong rồi bảo này, thôi mình tự nhiên mình feel cái quán này là rất là ok la. Thôi vào luôn mà nó ok thật. Trộm vía. Ok thật. Đấy thôi, ăn tiếp. To lớn. Bé sẽ ăn thử cháo. Nó rất là vừa phải ấy. Nó không quá nhiều nhân, nó chủ yếu là cháo thôi. Nhưng mà vị của nó rất là vừa phải. Quên mất là còn món cá trình nướng ấy, nên là phải ăn chậm lại một tí. Ăn gọi là nương. Cái chân gọi là ăn nương lại một tí. Để tí nữa còn có món cá trình nướng nữa, không suýt quên ấy. Tại cá trình thì thường nó nướng lâu hơn bình thường ấy, nên là thôi chờ một tí. Chậm lại nha em, chậm lại, sống chậm lại. Chị biết em chậm lắm rồi. Mà chậm thêm một tí nữa nha. Kéo chị chậm với em đi. Chắc kiểu hình như là chỉ ra biển ấy mới nhìn thấy được kiểu mây. Cái bầu trời nó tách mây ra như này ấy. Chứ thật sự là chị trong thành phố ấy, chị không có thấy mây với trời nó khác biệt mấy đâu. Còn ra đây là mới thấy, của các bạn thấy không, là kiểu mây nó đúng từng tầng luôn mà nó tách biệt với bầu trời. Nhìn nó kiểu, gọi là gì nhỉ? Phê. Nhìn phê. Phê. Mình nhìn phê chứ không phải mình phê. Mà là mình nhìn phê. À ừ thì cũng là mình phê. Chứ gì hơi hài một tí nha các bạn thông cảm. Cũng rất là nghiêm túc nhưng mà đồng thời là cũng kiểu bị hài ấy. Ở một thế giới khác thì cũng đã làm diễn viên hài rồi. Cá trình đến rồi. Có cá trình gọi. Giờ chúng ta sẽ thử món cuối là món cá trình.
Ngon lắm hả? Chân đã thử rồi các bạn. Giờ đến lượt mình có chấm không? Phải chấm hả? Ok. Chấm mắm pha sẵn. Đúng cái chị thích luôn hả? Em biết chị thích cái gì? Cá da trơn. Được, đúng. I like it. Kiểu không thích cá da trơn vì nó giòn ấy. Nó dai, nó giòn, ăn thịt nó khác. Không phải là không thích cái cá khác mà chỉ là thích cá da trơn hơn. Thế thôi. Cắn vào thấy ngon rồi. Rất ổn áp nha. Cá trình với muối ớt nha. Được á. Mấy hình như là chị để ý là cá da trơn nó ít xương. Ít xương hơn mấy cái cá khác hay là hơi cay một tí á. Nhưng mà tại vì chắc thì ăn ít cay ấy. Nhưng mà cái gì ngon ấy thì sẽ bất chấp. Cay thì cay nhưng mà ăn thì ăn. Cay quá. Ok. Very good. Quán này chắc chị sẽ chấm điểm 9.2/10. 9.2/10. Mình chưa thử các món khác nên chỉ đánh giá những cái món mà mình gọi hôm nay thôi thì rất là ngon đấy. View rất là ok. Service phục vụ tốt, rất tốt. Đấy là những cái mà chắc gì rất là đánh giá cao từ một quán ăn. Mà hơn nữa là kiểu đồ ăn, tại vì chắc là kiểu ngay vùng biển ấy, thế nên là nó rẻ, nó khá là rẻ luôn. Ở chắc nó có thể là tùy quán, nhưng mà chị thì chưa tới Phan Thiết quá nhiều. Nhưng mà hôm nay thấy là kiểu so sánh, chị thì chỉ đang so sánh với Sài Gòn được thôi. Thì chị thấy nó rất là rẻ, rất là rẻ. Mà được cái view gọi là triệu đô. Các bạn nên thử nhá. Cái gì nữa, kem dừa nữa. Trời ơi, chuẩn bị đóng vlog rồi mà nó há mồm là kem dừa, chị ơi. Thôi nha, thôi nhá. Không kem nữa đâu, đủ rồi. Thôi, hôm nay vlog một ngày tại Phan Thiết của Jazzy kết thúc tại đây. Mong là sẽ không tạt té vào thêm một cái điểm nào khác. Chứ không là cái vlog này nó còn kéo dài nữa. Nhưng mà thôi, tạm thời là thế thôi. Và Jazzy bây giờ sẽ lái từ Phan Thiết về Sài Gòn và kết thúc vlog ngày hôm nay. Bye bye mọi người. See you soon. Bye bye.